chú cũng là thiếu phụ miền quê. Chồng con gì nóng nên đã ra đi, hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con đời tàn đông mới tình về. Rồi Giáng sinh cha về đến sẽ cho qua. Nay là đêm Giáng sinh mà cha vẫn chưa về. Từ sáng sớm con đã nhìn ra đường chờ đợi, rồi trưa rồi chiều rồi tới nửa đêm. Thôi con gái cưng đừng buồn đừng mong nữa, Giáng sinh này cha con còn ở miền xa. Hãy cùng mẹ nguyện cầu cho non nước Tây Hòa, cha con sẽ về không bao giờ xa con nữa. Thật xa cho con chờ con đợi, mẹ cũng đâu muốn hẹn lần hẹn lửa làm gì. Nhưng non nước chưa yên thì cha con vẫn chưa về. Chừng nào non nước mới yên lận mẹ? Mẹ cũng đâu biết chừng nào để nói với con. Nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó bình yên, để cho mọi người tìm lại niềm vui sum họp. Cha con sẽ về cho con gặp mặt, con sẽ giữ cha hoài, không cho cha đi nữa đâu mẹ. Học sinh vì cha là lớn con thiết tha xin, an vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đèn, để mẹ hiền con hết.
sách con giỏi con ngoan là cha con quên đi bao gian nguy khó nhọc. Là lòng mẹ rộn vui dù cho tóc bạc nỗi ưu phiền. Đêm nay trời cao sao sáng lạ thường, chắc chung xa trường cũng tạm ngừng tiếng súng cho lòng mọi người lắng đồng với thiên liêng. Chắc nơi một gian rừng góc núi của quê hương, cha con cũng đang cúi đầu chắp tay cầu nguyện. Con cũng nguyện bình an cho người nơi đầu tuyến, cho mẹ cho con thôi hết ưu phiền. Cho giỏi kéo người ngoài chân trời góc biển chẳng yên tâm, rồi ngày về cha sẽ dạy là mẹ con khéo nuôi con trong những ngày cha nắng mưa dầu dài. Con sẽ nói với cha là tại con buồn con nhớ, chớ mẹ của con là một đấng mẹ hiền. Nếu nhớ thương cha, con phải nhớ lời cha dạy, lo học hành đừng lười biếng.